Nhiều ngày nghe tiếng rên rỉ từ hố sâu không đáy, anh thanh niên dùng dây trèo xuống thăm dò, phát hiện một bí mật không ai ngờ tới. Ở làng có một hố đất sâu 18 mét, dân làng vốn không ai dám bén mảng tới hố, cho đến khi suốt nhiều ngày từ hố có phát ra tiếng rên rỉ kỳ lạ. Ở gần khu làng có một chiếc hố sâu gần 20 mét, dân làng thường ít khi lui tới vì lo sợ có thể té xuống chiếc hố không đáy này. Tuy nhiên liên tục những ngày gần đây, dân làng đều nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng, ghê người phát ra từ dưới lòng đất chỗ chiếc hố. Bởi vì hố đất sâu và lo sợ có thứ gì đó khủng khiếp đang trú ngụ dưới hố, nên người dân đã nhờ đến sự trợ giúp của đội cứu hộ đến để khám phá bí ẩn của chiếc hố không đáy ngay tại làng. Bất ngờ làm sao? Sau khi thòng dây trèo xuống chiếc hố, anh thanh niên thuộc đội cứu hộ mang lên một bọc màu đen kỳ lạ. Bất ngờ hơn nữa, đó chính là một chú chó nhỏ màu đen. Có lẽ chú chó nhỏ khi đi ngang qua đã vô tình rớt xuống chiếc hố không đáy này. Chú chó nhỏ bị gãy chân cùng nhiều vết xước và bị đói trong suốt nhiều ngày. May mắn sao chú chó vẫn có thể sống sót. Sau khi đi bác sĩ thú y, chú chó nhỏ đã hồi phục và sinh hoạt bình thường. Vậy là bí ẩn dưới hố không đáy của dân làng đã được giải đáp. Đáp án thậm chí còn rất đỗi đáng yêu. Chú chó nhỏ sau khi được giải cứu cũng được một gia đình nhận nuôi, quả là một kết cục có hậu. Chú ngựa nhỏ mũm mĩm nhất thế giới, ai nhìn cũng ước ao sở hữu ngày một em. Ở động vật còn xảy ra vô vàn điều lạ kỳ mà con người chưa khám phá, hoặc mới chỉ khám phá vài phần trăm nhỏ thôi. Như chú ngựa tí hon dưới đây là một ví dụ. Đối với thế giới động vật mà nói, từ việc con thằn lằn có ba đuôi, con chó có bộ dạng hình hài của con sư tử, hay những con vật dưới biển có hình hài quái dị, v.v. Nói chung là đa dạng và phong phú thì không sách nào có thể ghi chép được hết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ không tìm hiểu hết những chuyện lạ có thật về các loài động vật. Vì nói vậy thì chung chung quá, mà chúng ta sẽ tìm hiểu về chú ngựa được biết đến là nhỏ nhất trái đất. Chú ngựa này có tên là Thumperina, được chào đời vào tháng 5 năm 2001 tại một vùng nông thôn Missouri, Hoa Kỳ. Khi chào đời, chú ngựa siêu nhỏ này có cân nặng chỉ 3 kg, nhẹ hơn 1,5 kg. Chiều cao cao nhất đạt được là 44 cm và cân nặng là 26 kg. Bố và mẹ của Thumperina cũng là hai chú ngựa thuộc giống ngựa nhỏ. Nhìn vào hình ảnh, chắc chúng ta cũng biết nó nhỏ tương đương với một con chó. Điều này kỳ lạ là bởi vì trước nay ngựa luôn là loài động vật lớn. Bởi chiều cao và cân nặng của nó đạt chuẩn, nên lúc nào trên lưng của nó cũng có thể chở người hoặc hàng hóa. Với kích thước siêu nhỏ của Thumperina, nó chỉ giống như một chú chó và có thể là đồ chơi sống khiến trẻ em thích thú vô cùng. Có một số người sau khi nhìn thấy hình ảnh dễ thương của Thumperina thì liền muốn đem về nuôi ngay. Quả thật, nó cực kỳ nhỏ bé khiến bạn chỉ muốn bế trên tay chứ không dám cho nó đi. Đơn giản vì sợ ẻm té. Lúc mới được sinh ra, nó trông khá yếu ớt và nhỏ nhắn. Nhưng càng lớn thì nó lại càng khỏe mạnh hơn, mặc dù kích thước vẫn không có gì thay đổi. Trái với suy tính của mọi người, khi trưởng thành, chú ngựa này còn trở nên mũm mĩm lạ thường và vô cùng sung sức chạy nhảy. Tất cả những chú ngựa hay những con vật, thậm chí con người, nếu có kích thước nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn, cân nặng cũng chẳng hơn ai, thì chắc chắn đó là điều vi diệu. Lý giải cho nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạ này, các nhà nghiên cứu khoa học đang tìm hiểu lấy gen để phân tích. Chủ của trang trại cho biết, Thumperina chỉ có thể sống 17 năm vì quá nhỏ bé. Tuy nhiên vẫn phải công nhận là đáng yêu và dễ thương đúng không ạ? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không chia sẻ những hình ảnh và thông tin về chú ngựa tí hon này nhỉ? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!